Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn con tai nghe AirPods Pro phiên bản cao cấp nhất bên mình luôn. Thì lần trước thì mình đã có một phiên bản cao cấp rồi, nhưng mà đây là bản cải tiến của nó. Cái chức năng cải tiến như thế nào thì mình sẽ làm, chúc mình sẽ mở hộp và nói sao cho các bạn xem ha. Còn nếu các bạn muốn mua một phiên bản rẻ tiền hơn là AirPods 2 có sạc không dây như thế này và định vị đổi tên luôn, mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn xem. Bây giờ là AirPods Pro, cái hộp đó đóng seal như thế này, được hoàn thiện rất là đẹp đó, các bạn có thể xem. Bây giờ mình sẽ mở seal ra cho các bạn xem ha. Nó như các bạn thấy là cái chữ của cái hình của AirPods nó sẽ được nổi lên như thế này, y chang thật luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra, cũng có chữ Disable in Cali, cũng được đóng trong đây. Bộ dây sạc Lightning to Type-C, đó, Type-C Lightning, và được tặng kèm bộ tiếp luôn nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ qua một bên hết, mình sẽ test cho các bạn xem. Và đây mình sẽ kết nối thử con tai nghe cho các bạn xem ha. Đó, lên rất là nhanh. Mình sẽ thử lại ha. Cực kỳ nhanh luôn. Đây là hàng xịn nhất mà. Và các bạn thấy, có thể thấy pin nó nằm ở đây luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó, vô phần tai nghe, mình sẽ đổi tên cho các bạn xem. Đây. Muốn đổi tên gì thì đổi, mình sẽ đổi tên là Xin chào. Đó. Đó, có tên là Xin chào. Rồi, có xuyên âm, có khử tiếng ồn, kiểm soát tiếng ồn luôn, tắt, khử, xuyên âm. Đó. Hoặc là các bạn có thể nhấn và giữ AirPods là kiểm soát tiếng ồn, hoặc là Siri rất là nhiều. Và có một cái hồi nãy mình quên nói với các bạn nghe là đây là phiên bản cao cấp nhất nên nó sẽ có bộ tiếp y chang như hàng thật luôn. Đây, cho các bạn xem. Đó. Bộ tiếp nó sẽ như vậy, và khi gắn vô á, thì nó sẽ nghe một tiếng cạch, tại vì trên clip thì khó, các bạn khó mà nghe được nó. Còn cái bản mà hàng phay mà dạng thấp cấp hơn á, thì nó sẽ bộ tiếp như thế này đây. Đây, nó sẽ như vậy. Các bạn so sánh ha, để mình để cho các bạn xem. Bên phải là hàng cao cấp nhất, bên trái là hàng phay thường thôi. Đó. Đây mình lấy nét vô cho các bạn dễ nhìn. Đó. Bên phải cao cấp nhất, đó, các bạn có thể thấy. Và bộ tiếp cũng vậy luôn. Đó. Và tất nhiên là bộ tiếp được tặng kèm á, thì cũng là bộ tiếp đi kèm như hàng cao cấp nhất nhá. Đây, tại vì mình không lấy ra thôi, nó cũng như vậy luôn. Khi gắn vô thì sẽ nghe một tiếng cạch là ok. Rồi. Và khi mà đeo lên tai á thì nó sẽ cũng kêu một cái tiếng tình tình tinh y như hàng thật luôn, là nó là kiểu như là gọi là sao ta, giống hàng thật vậy đó. Rồi nó cũng có chức năng là kiểm tra độ vừa đầu tai luôn đây, y chang hàng thật. Đây mình sẽ đeo vô và kiểm tra độ vừa tai cho các bạn xem. Khi đeo vô thì nó thử thì nó sẽ cao một tiếng nhạc. Đó. Các bạn có thể thấy độ kín tiếng tốt. Và trong phần micro thì nó sẽ cũng có để như thế này đây, là để tự chuyển động AirPods hoặc là luôn để tay trái tay phải gì đó. Và mình sẽ định vị cho các bạn xem. Đây. Xin chào. Có chữ xin chào nãy mình để tên đây. Đó. Cho các bạn xem cho nó dễ. Đó. Rồi. Và AirPods Pro thì tất nhiên nó sẽ có chức năng là sạc không dây ha. Ở đây mình có cục sạc dự phòng không dây của Xiaomi, mình quảng cáo một chút. Là cục này là 10.000 mAh, có hai cổng sạc đây. Đây hai cổng sạc. Cho các bạn xem, và sạc không dây ở trên đây có thể sạc cùng lúc cho ba thiết bị. Nút nguồn ở trên đây. Và có một cái dây đeo ở trên đây, nếu các bạn nào muốn mua thì cứ inbox mình luôn. Rồi,
mình sẽ để trên đây. Và tất nhiên là chưa sạc ha, mình sẽ nhấn nút ở trên đây nó mới mở nguồn lên. Bây giờ mình sẽ nhấn và các bạn sẽ thấy đèn nó cháy lên là sẽ sạc nha. Đó, rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Đó, cho các bạn xem bản đỉnh nhất hiện tại. Và tất nhiên thì cái chức năng trên tai nghe và cái chức năng mà nghe nhạc thì mình cũng sẽ biểu diễn cho các bạn xem. Ví dụ như nhấn một lần sẽ dừng nhạc ha, nhạc đang chạy đây. Đó, nhấn hai lần là sẽ qua bài hát khác nha. Qua bài hát khác. Đó là mình nhấn hai lần bên tay phải, còn nhấn hai lần bên tay trái thì nó sẽ về bài hát cũ. Đây. Và một điểm nữa là các bạn muốn phân biệt hàng đỉnh nhất và hàng bình thường thôi là như thế này. Đây, cái chui. Đó, cho các bạn xem cái chui của AirPods Pro thì nó sẽ như thế này. AirPods Pro hàng thật nha. Đó. Còn cái hàng mà bình thường thì nó sẽ như thế này đấy. Giống chui của AirPods 2. Đó. Thì con này thì bản đỉnh nhất rồi. Nên các bạn, nếu mà các bạn nào muốn mua thì mình sẽ để số điện thoại ở đây đi. Và link mua hàng mình sẽ để ở bên dưới nha. Rồi, xin cảm ơn các bạn.